trưởng phòng massage 50 ký nhận vô ký nhiều ký thì biết hôm nay ngày gì không? Hôm nay ngày 7 rồi, biết sao mà có gạo ăn không? Không hả? Không, không. Vợ vậy mà đi chung với sư phụ đó vậy hả? Ngày gì? Sinh nhật sư phụ. Sư phụ ngày 8 à, ngày 8 hôm nay tặng quà trước được à? Bữa nay bên kia làm gì đâu kia quá trời luôn. Buồn tập quá trời vậy cả nhà. Để đi qua bên Phi. Alo anh Phi. Gì ba? Làm gì anh? Làm gì ngồi đây vậy? Từ sớm giờ thông báo cho mấy đứa xuống phát gạo, phát sữa rồi mà không đứa nào xuống chứ không đang đi về chứ ôm đống gạo, đống sữa này về chứ. Một quỷ già. Ủa? Nè, trời ơi, chở nguyên một vỏ qua luôn. Không, nó chở kìa đi. Anh chở hết gạo của người ta về luôn hay gì mà chở dữ mày? Cái gì vui vậy? Phát gạo. Gạo gì? Nó gạo. Đâu gạo nhiều vậy? Tháng 7 cô hồn hổ. Tháng này tháng mấy vậy? Tháng 12. Bữa nay ngày 7 chứ tháng 7 đâu? Quên lộn. Ngày 7 chứ. Này cũng ngày mai sinh nhật sư phụ rồi. Ngày 8 phải không? Ngày 8 tháng 12 sinh nhật sư phụ. Rồi mấy đứa nhỏ không có gì tặng cho sư phụ hết trơn á. Rồi sư phụ mới thôi gom góp gạo tặng lại cho mấy đứa. Hỏi là có ai góp gạo không? Có ai góp gạo hụt cơm khỏi lửa không? Thì con Phi thì hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2023 nha cả nhà. Đó thì sắp tới sinh nhật sư phụ ngày 8 mà sư phụ trên Lâm Đồng á. Thì năm nay sư phụ sẽ phát gạo cho nhân viên, cho tất cả các anh em mình có cơm ăn, không có gạo ăn. Con thay mặt cho sư phụ cũng lại cho cô với lại cùng hết ban điều hành, ban giám đốc của công ty, con sẽ thay mặt phát gạo cho nhân viên cùng với anh Hằng. Đó, coi vui cả nhà. Đó, nghe phát gạo ai cũng mừng hết trơn á. Có gạo ai không mừng nè. Quá trời gạo luôn. Ngoài kia có nhiều người nó không có gạo ăn. Khổ lắm. Đi rất là nhiều nơi thấy rất là nhiều hoàn cảnh. Ở đây là sữa. Sữa để cho tôi uống. Ủa? Sữa này cho để cái chiến hỗ trợ Tây Bắc của sư phụ đi vào trận sữa tháng 12. Nay thì cũng 8 tay rồi, 7 tay rồi. Cũng không còn bao xa, bao lâu nữa đâu. Khoảng tuần nữa thì sư phụ sẽ đi. Thì do công việc nhiều quá thì sư phụ phải có ở nhà. Anh em sẽ hỗ trợ để mang những hạt gạo thơm cho tất cả anh em nhân viên, nói chung thì cũng ít lòng nhiều. Thì mong rằng mấy anh em vui vẻ mà đón nhận ha. Vui vẻ mà đón nhận. Thì ngày sữa thì tập trung đi Tây Bắc là con theo con được biết là 18 tay nha cả nhà. Bộ quân nói là 15 nhưng mà giờ lại 18 rồi. Đó thì đi một đón đòn đông. Thì đói bụng quá có gì ăn mấy đó. Này gì đây? Hả? Này gì? Cháo gạo lứt gông biển ly 45g. Ăn được không? Hết canh đâu hết rồi. Ăn trả tiền á. Vậy nhiêu tiền? 15k. Mà này ăn được không ba? Ăn được. Này đổ xôi vô ăn thì sao? Không biết nữa. Đổ nước nóng rồi vậy á. Không phải đổ nước sôi đâu. Đổ nước nóng vô này. Cháo gạo lứt trong biển. Ồ, có cháo yến mạch nữa không quên. Bốn gà. Nhỏ lớn chưa ăn hộp này luôn á. Đổ nó ăn thử được không? Thôi, coi nha. Xé ra tốn tiền. Xé ra tốn tiền, không lẽ 15 ngàn không có giá. Này 11 ngàn nè, rẻ hơn nè, này cháo bịch, này cháo gói nè. Này cái gì nữa? Canh gông biển. Ồ, có canh gông biển nữa nè. Khỏi nấu mua này về là quất rồi. Cái này nấu làm sao trời? Nè, thằng thấy cái tô không? À. Nó thấy tô rồi bỏ vô tô, chơi nước sôi vô. Vậy là ăn hả? À. Sao giờ nhiều món có tiện rồi. Cái này có 46 ngàn hộp 55g nè. Cái này cái gì nữa? Này cái gì? Này gia vị. Gia vị để gắt vô gia cơm. Gia vị gắt hả? Vô cơm á nè. Này đổ cơm vô gắt vô như nè. Nói chung là ăn cơm trắng như thế này. Đúng rồi. Nhỏ lớn mới biết luôn. Ôi, ngon dữ vậy trời. Này gì nữa nè? Bột nêm ngu bán là cái gì ta?
chai này, đồ chai, chai mặn hợp dùng. Ngon à. Đây sư phụ ba mấy đứa này nó bán này nữa ta. Bán gì? Quá trời luôn. Quá trời quá đất luôn ở đây nữa nè. Trà. Ê cái này trà này bỏ vô bình nước để dành uống hàng ngày được nè. Ngon nè. Ngâm một túi trà vào một tách nước thật sôi 200ml. Chờ từ 3 đến 5 phút, uống nóng, không cần thêm đường. Ngày uống 3 túi trước bữa ăn. Luôn á, bữa nay mấy món này nhỏ lớn người chưa sử dụng món này luôn. Ngon chưa lành. Dùng món này luôn. Trà tí tô này hay uống sen trà tí tô nữa. Để mua hộp về uống. Rồi hôm nay đói là quất liền luôn. Ngon lành, ngon bổ dữ. Ủa rồi xong chưa mấy bạn ơi? Rồi xong chưa, giờ phát gạo luôn nè. Về trời ơi, nãy giờ bàn kêu coi. Ôi cái này cái gì vậy? Một củ cốc ông ơi. Để cho người là thành phần nè, gạo lứt, nảy mềm, yến mạch, đậu gà, nảy mầm, đậu lăng, đậu đỏ, nảy mầm. Đậu đen, xanh lòng, trắng, ốc chó, bí à. Này ra giống như sữa một cốc. Uống nha, không cho sức khỏe, người già, người lớn tuổi, nên là không có đường. Không có đường, còn là dinh dưỡng của tôi. Mấy người bị tiểu đường uống chẳng được. Ngon quá. Nhỏ lớn vừa thấy món này. Mới thấy lần đầu tiên. Rồi, qua đủ chưa mấy hứa ơi? Gạo là ngon rồi. Đây 5kg này gạo ngon, ngoài này đậm đà hương vị quê hương nè. Gạo của ông nội tôi trồng nè. Vậy chứ gì? Đâu có hình ông nội không? Ông có hình hình nhà tôi nè. Đây đây nha, nhà tôi nè. Nè, ông coi nhà tôi nè, thấy chưa? Cánh đồng của ngoại tôi. Ủa. Nè, ruộng nhà tôi nè. Nè nhà ông nội tôi nè. Ủa nhà bà ngoại tôi nè. Nhà tôi đây nè. Hương gì? À hương đồng của nội. Ủa. Hương dứa. Thơm nha. Ờ. Thử coi. Thử nè. Lấy gạo này nè. Về mua thêm cái hũ mà nêm gia vị với cơm á. Gắt vô. Rồi chưa lấy hai tô nha. Chưa đem ra đó. Ờ, cắn lắm luôn. Rồi bắt đầu vô. Phòng mát xa đâu? Đây nè. Ê, Nguyễn Hoài Hằng. Trưởng phòng mát xa. 50 ký. Nhận vô ký. Nhiều ký. Thì biết hôm nay ngày gì không? Nay ngày 7. Rồi biết sao mà có gạo ăn không? Không. Hả? Không. Nhật vợ vậy mà đi chung với sư phụ đó vậy hả? Ngày gì? Sinh nhật sư phụ. Sư phụ ngày 8. À, ngày 8 hôm nay tặng quà trước được à? Sao không tặng sư phụ mà để sư phụ tặng quà cho các bạn? À, tại hôm nay sư phụ mới đi Ấn Độ về nên đi Lâm Đồng luôn rồi, không có nhà. Rồi nhân dịp sư phụ mừng tuổi mới, sư phụ tặng gạo cho nhân viên ăn nhiều mà. 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần, 7 phần, 8 phần. Rồi 8 phần của Hồng Shop Up. Bằng Shop Up Nguyễn Hoài Hằng nè, 1 phần nè. Giao đi em phát luôn em ơi. Rồi mấy đứa nè. Con cảm ơn tất cả ban điều hành công ty như là sư phụ, chúc cho tất cả cô chú thật nhiều sức khỏe. Hôm nay về con có gạo nấu ăn rồi, mừng quá. Mừng quá. Ký mình ông nè. Đâu rồi, đây vâng, Nguyễn Quay Hằng nè. Rồi, ê. Con ăn nè. Em có em. Rồi thì nhân sinh nhật của sư phụ nè, tặng nè, tặng em nè, ký dưới đây nè. Dạ. 15kg gạo. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thanh nhân luôn. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn công ty. Rồi, đi đây. Ở đây. Mày phái ký chỗ thằng Mai lắm hả? Tao gả mày trong Mai luôn hả? Đây, ký tên đây. Ok, Nam điều dưỡng. Rồi, để dưỡng nhận cho Nam luôn nè, ký tên nè. Rồi. Hai phần. Bá thần. Ký tên. Trời ơi.
Bích Tiên. Bích Tiên không lên. Trung Hiếu. Cảm ơn sư phụ, chúc sư phụ cũng mới nhiều sức khỏe để mà tiếp tục trên hành trình thiện nguyện của mình. Trời. Trần Quốc Khánh nè em. Rồi ông chúc sư mình sinh nhật sư phụ. Con chúc mình sinh nhật sư phụ. Nhiều đó thôi hả? Nguyễn Sinh Thái. Minh Dương là ai à? Tên gì? Sinh Thái. Hả? Thái. Cái gì Thái? Sinh Thái. Sinh Thái có gì? Bá Phương. Phương đi Lâm Đồng rồi nè. Minh Dương. Minh Dương qua luôn à. Minh Dương Văn Phòng. Thủy Tiên. Tiên 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 Tiên. Công Vinh đâu ổn? Ok, chúc cảm ơn anh Âu sư phụ sinh nhật. Cảm ơn ai? Cảm ơn công ty. Ok em. Ngọc Trâm. Ngọc Trâm. Bảo Trâm, Bảo Trâm nó về rồi đúng không? Thảo Vi. Thảo Vi nhiều quá rồi. Dũng Thi. Con gái tên Dũng Thi. Mạnh mẽ quá ha. Trời ơi, tên cặp đôi kết hợp luôn á. Trời ơi. Cái này có gạo ăn mà dữ lắm đó trời. À, Thu Dân. Thu Dân. Tu đi để lại. Tu đi để lại lá vàng. Người đi để lại. Người để lại lại cái hàng bạch kỳ. Thu quyền của lại quyền. Lại quyền. Thị mến, có thị mến lộn. Mới thấy rõ ràng mà. Ê thị mến, Kim Ánh. Kim nó cần nghe. Trời ơi. Em đừng có khóc nha, sinh nhật sư phụ đó. Quang Vinh, bắp chúa đâu rồi. Thanh Bình. Hoàng Phú. Chí, bố rồi mày nhắm video mày. Đồ em men quá mà. Men ông nội tao chứ men. Cảm ơn, ok. Em lấy cho ai? Rồi ok, cho em lấy luôn. Rồi. Lê Anh Kiệt. Lê Anh Kiệt. Đây. Là kinh doanh là co dặn là bên em lãnh một phần em đúng không? Dạ đúng rồi. Lãnh luôn chú Chiến luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi vô nhận đi. Anh đếm cho. Nè Kiệt nè, Tội nè, Tiền là 3 nè. Thanh là 4 nè, Phượng Hoa là 5 nè. Người này 3. Hả? Tiết Phương nè, Lệ Thí nè, Dũng nè, Tiết An nè, Mỹ Ngọc nè, Như Ý nè, Lôi Dân Chiến nè. Trời ơi, chở nguyên xe luôn kìa cả nhà. Trời ơi, thiệt chứ. Về xe vô. Về xe vô luôn kìa. Lấy lấy cái sọt vô đi. Mấy giờ rồi? Đọc tên này bỏ vô 12 phần 12 à, buổi về buổi tối nữa. Lê Anh Kiệt. Kiệt bộ nè. Nguyễn Minh Tội. Nguyễn Thanh Tiền. Thanh Tiền có chỗ Lại Đình Thanh. Nguyễn Tiền Phượng Hoa. Trần Thị Tuyết Phương. Lê Thị Phí. Lê Anh Dũng. Nguyễn Thị Tuyết Trang. Trần Thị Mỹ Ngọc. Trương Thị Như Ý. Lê Dân Chiến. Đó rồi. Chú có về buổi tối nữa. Không, chú tên trong danh sách. Rồi, có chú bảo vệ buổi tối bảo vệ bảo vệ này chưa ký tên nè. Rồi, bảo ký tên cái. Dịnh cho em đấy nha. 13 lần đó nha. 13
đủ chưa? Là điểm kia. Thì bỏ gì dữ hả? Đủ chưa? Đủ rồi. Rồi kêu chú rồi chị Khánh đúng không? Rồi ký tên luôn. Kêu chú Đức vô luôn giùm anh ơi. Kêu chú Đức bảo vệ bên kia giùm anh ơi. Rồi còn Phi nè, chuẩn bị soạn giùm anh nè. Một ê soạn giùm anh nè. Anh Phi nè, là con nè cả nhà. Chú Sơn nè, Diệp Trình nè, là ba phần rồi đó. Nguyễn Hoài Thảo nè, Bắc Giới nè, lũ phần nè. Mai An Tim là 5 phần nè. Thạch Phanh là 6 phần nè. Nguyễn Thành Nhân là 7 phần nè. Nguyễn Kim Sự nè. Nguyễn Trung Thành nè. Rồi đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phần. Ok, chú bảo vệ vô ký tên luôn chú. Chú Đức nè. Rồi. Rồi, bao nhiêu đây cả nhà ơi. Còn bên đó là bên của phần mấy bạn vắng á. Với bên media vắng. Với... Lắc nhắc hoài vậy ta. Dương Nguyễn Minh Dương. Ờ Minh Dương ký tên em. Ký tên nhận 5kg gạo. Rồi kiếm bé nào đó là hùng lửa thôi, lửa tắt nến nữa. Tôi nấu cháo rồi đi ăn nha. Rồi thì con phát cho mấy bạn nhân viên cũng như mấy bạn bên Mina, bên phòng kinh doanh hết ở nhà. Với mấy anh em tài xế thì con thay mặt con nhận hết. Tại nãy đang ở bển, đang lên đồ không có qua nhận được. Thì nhân dịp ngày sinh nhật sư phụ sắp tới đây thì con xin chúc cho sư phụ một sức khỏe thật an khang thịnh vượng, một đời an nhiên nha cả nhà. Chứ con thấy dạo này sư phụ bộn bề công việc quá, suy nghĩ nhiều quá nên hơi trầm tư xíu. Rồi mong sư phụ cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho đàn con cũng như tất cả quý bà con nghèo trên toàn lãnh thổ Việt Nam luôn nha sư phụ. Chúc ông sư phụ cái gì đi. Rồi con cũng trước tiên con cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả mọi người cũng tạo điều kiện cũng như là chia sẻ những kẹo yêu thương cho tất cả anh em. Thì con chúc sư phụ như những ngày xưa sinh nhật, con chúc sư phụ thật nhiều sức khỏe và thành công. Nói chung ước gì được nấy, cầu gì được nấy, luôn tạo sức khỏe cũng tràn đầy, quan trọng là sức khỏe. Gắn giữ gìn sức khỏe nha sư phụ nha. Rồi cũng cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như cô chú anh chị cũng như là quý mạnh thường quân trong cái chuyến công tác hỗ ủng hộ sữa, những giọt sữa thơm ngon béo ngậy cho tất cả các em ở vùng cao. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả cô chú trong những cái video tiếp theo. Bye bye.